quan chức năng đưa ra vật trần và xét xử. Thưa quý vị, những quan tham đã vướng vào vòng lao lý năm nhâm dần năm 2022. Có tới 3... Năm 2022, có tới 3 quỹ viên trung ương khóa 8 bị khởi tố, bị bắt tạm giam. Cùng với đó là hàng loạt các cương lĩnh trong các cán bộ quân đội cũng bị khởi tố. Đầu tiên, phải nói đến là Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Vào ngày 7 tháng 6 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra Công an, Bộ C03 của, C... C của Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Long là cựu Bộ trưởng Bộ Y tế. Vào năm 2022, chúng ta cũng đã biết nhiều cán bộ cao cấp đã bị khởi tố và bị bắt tạm giam vì liên quan đến những đại án như Việt Á và các chuyến bay giải cứu liên quan đến mùa dịch Covid vừa qua. Cơ quan điều tra đã xác định ông Nguyễn Thanh Long đã có hành vi lợi dụng chức quyền, lợi dụng quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp sổ đăng ký lưu hành hiệp hội thương giá và kiểm tra giá hiệp thương kích tết xét nghiệm COVID gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước. Về hành vi của cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long bị C03 xác định là đã phạm vào tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ về việc đã ban hành những quy định sai tại khoản 3 điều 356 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Tiếp theo là cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ông Chu Ngọc Anh. Cùng ngày 7 tháng 6 năm 2022 thì cục C03 đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Chu Ngọc Anh về tội vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Ông Chu Ngọc Anh bị khởi tố và bị bắt tạm giam vì những sai phạm khi còn giữ chức Bộ trưởng là Khoa học và Công nghệ. Ông Chu Ngọc Anh là nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật trong việc giao quản lý sử dụng đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia nghiên cứu, chế tạo, test xét nghiệm Covid-19 gây thất thoát lãng phí đến tài sản của nhà nước. Ông Chu Ngọc Anh đã phạm vô tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí quy định tại khoản 3 điều 219 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung vào năm 2017. Thứ ba là cựu bí thư ở Hải Dương, ông Phạm Xuân Thang, vào ngày 17 tháng 9 năm 2022, Cục C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Phạm Xuân Thăng là nguyên bí thư tỉnh ủy tỉnh Hải Dương về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ về quy định tại khoản 3 điều 356 của Bộ luật hình sự những quan tham đã vướng vào vòng lao lý năm 2022 đến năm 2023. Ông Phạm Xuân Thăng là cựu bí thư của tỉnh Hải Dương bị khởi tố và bị bắt tạm giam vì liên quan đến các đại án Việt Á vừa qua. Cục C03 đã xác định ông Phạm Xuân Thăng có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn chỉ đạo làm trái các quy định của pháp luật trong đấu thầu, để công ty Việt Á thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản của nhà nước. Đại án Việt Á xảy ra tại công ty Việt Á do Phan Quốc Việt thành lập giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị, kim tổng giám đốc. Vào tháng 4 năm 2020, công ty này được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành kích xét nghiệm COVID-19 quá trình cung ứng sản phẩm cho các bệnh viện cdc các tỉnh thành phan quốc việt thông đồng với lãnh đạo và các đơn vị trên hợp thức hóa hồ sơ chỉ định thầu để hoàn thiện các giấy tờ hợp đồng thanh quyết toán cho công ty việt á theo giá công ty đưa ra cao hơn nhiều so với giá thành sản xuất Công ty Việt Á thu lợi khoảng 4.000 tỷ đồng và chi ra khoảng hơn 800 tỷ đồng để bồi trơn cho lãnh đạo các bệnh viện CDC các tỉnh thành. Thưa quý vị, cái số tiền bồi trơn lên đến 800 tỷ đồng, đây có thể là những quan chức, những ông to bà lớn này lạm dụng chức quyền lấy tiền công của nhà nước à, dùng bỏ ra để bồi trơn để mua chuộc pháp luật để chạy tội cho mình đây là những hành vi sai phạm với quy định của pháp luật gây thất thoát rất là lớn về ngân sách của nhà nước đây là những vụ án liên quan đến tham nhũng làm ảnh hưởng đến kinh tế à, tình hình an ninh trật tự của xã hội cho nên được bác trọng và các cơ quan ban ngành cấp cao đã tập trung xử lý trong suốt nhiều năm qua à, và điển hình là trong hai năm trở lại đây là rất nhiều các cán bộ quan tham làm ảnh hưởng gây thất thoát ngân sách mỗi ông là khi bị điều tra và khởi tố thì lên đến hàng trăm hàng ngàn tỷ thưa quý vị tiếp theo thứ tư là thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ ông phạm công tạc à công tạc chứ không phải là công công tạc nha các bạn cũng liên quan đến đại án việt á vào ngày 7 tháng 6 năm 22 thì cục c03 đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc. Bộ Công an đã xác định ông Phạm Công Tạc có hành vi vi phạm quy định của pháp luật trong việc quản lý, sử dụng đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia, nghiên cứu, chế tạo, kích xét nghiệm COVID-19, gây thất thoát, lãng phí đến tài sản của nhà nước. Ông Tạc đã phạm vào tội vi phạm quy định về việc quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước gây thất thoát lãng phí tại quy định của khoản 3 điều 219 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Như vậy thì liên quan đến vụ kích tết này, hai ông đứng đầu ngành này là thứ nhất là ông bí thư của tỉnh Hải Dương là Phạm Xuân Thăng, thứ hai là ông cựu thứ trưởng của Bộ Khoa học Công nghệ là ông Phạm Công Tạc. Ê, hai ông này đã vi phạm và đưa cái vụ án này đến đến cao của sự gây thất thoát thiệt hại nghiêm trọng và tham ô lạm dụng chức quyền để trục lợi cá nhân thưa quý vị đó là những quan tham mà được uh, Bộ Công An Cục Công An đã liên tục điều tra trong suốt thời gian vừa qua thứ năm là cựu thứ trưởng Bộ Ngoại Giao tô anh Dũng thưa quý vị cựu thứ trưởng Bộ Ngoại Giao mà cũng mắc phải sai lầm khi tham ô và trục lợi tài sản đã đạt lên đến chiếc ghế của cựu thứ trưởng của bộ ngoại giao rồi là không thể nào mà không hề đơn giản nha các bạn nhưng lại bán rẻ nhân cách giá trị đạo đức cũng vì tham tiền vì uh, thế lực của đồng tiền ma mị mà ông uh, cựu thứ trưởng bộ ngoại giao tô anh dũng này đã đánh mất đi chiếc ghế của mình và đánh mất đi cái sự nghiệp tương lai bên cạnh đó là mất đi thanh danh uy tín của mình, à, riêng cho cá nhân của mình mà còn làm ảnh hưởng đến à, uy tín của các ngành cán bộ cao cấp trong à, trong bộ máy à, quản lý của nhà nước. đã là cựu thứ trưởng của bộ ngoại giao rồi các bạn cái chức vụ này đâu phải dễ mà coi như mà bò lên được tới đó đâu. Nhưng ông này cũng đã vì quá tham tiền mà à, quên mất đi cái trách nhiệm của mình vào ngày 14 tháng vào ngày 14 tháng 4 ông Tô Anh Dũng là cựu thứ trưởng của Bộ Ngoại giao bị cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam về tội nhận hối lộ cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về các hành vi nhận hối lộ liên quan đến việc tham nhũng Việc bắt tô anh Dũng nằm trong tiến trình điều tra mở rộng của vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra ở cục lãnh sự bộ Ngoại giao và các tỉnh thành phố liên quan, còn gọi là vụ án chuyến bay giải cứu. Ê, ông này lại liên quan đến đại án chuyến bay giải cứu vừa qua. Thưa quý vị, trong năm 2021 vừa qua, à, lò của bác Trọng liên tục đốt à, tiếp đón các vị cán bộ quan chức cấp cao thuộc các đơn vị từ cấp trung ương từ các bộ trưởng từ những ông mà to lớn hết trơn à, và đặc biệt trong cái danh sách này thì có ông tô anh dũng này là cựu thứ trưởng của bộ ngoại giao liên quan đến việc giải chuyến bay giải cứu đây là cái vụ việc mà lợi dụng để trục lợi tài sản của các cá nhân ở nước ngoài khi à, đang trong cái tình trạng covid thì à, những à, thân nhân những cá nhân những những người đang lao động hợp tác ở nước ngoài à, có mong ước là rời khỏi nước ngoài để về Việt Nam nhằm để tránh dịch thì những tay chân trong các cán bộ này à, ông cựu thứ trưởng này lại tiếp tay à, tạo ra một cái chuyến bay gọi là chuyến bay giải cứu nhưng trong chuyến bay giải cứu này lợi dụng cái tình thế cấp bách này mà nhũng nhiễu à, vòi tiền rồi trục lợi tài sản gọi là cuối cùng tham ô rồi đi đến cái kết là phải bị khởi tố. Liên quan đến vụ án này thì nhiều cán bộ công chức đã vướng vào vòng lao lý, theo bộ công an thì mỗi chuyến bay giải cứu sau khi trừ các chi phí có thể đem lại số tiền lợi nhuận cho các bị can này đến vài tỷ đồng. Ê, trong mùa dịch mà các cán bộ này mỗi ông mà kiếm được vài tỷ đồng là quá ngon rồi quá thơm hàng chi là kể cả cái ông cựu bộ trưởng bộ ngoại giao này mà cũng vướng vào thì chúng ta nghĩ là coi như là không còn cái chỗ nào nữa. Tiếp theo nhân vật thứ sáu là cựu Thứ trưởng của Bộ Y tế Cao Minh Quang. À, toàn là mấy cái chức vụ cựu không các bạn. Cựu Thứ trưởng rồi cựu ngoại giao rồi cựu cựu bộ trưởng bộ. Quá trời là mấy ông cựu không mà cuối cùng lại dướng vào do tham tiền. Vào tháng 3 năm 2022, Cục C03 đã ra quyết định khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Cao Minh Quang là cựu Thứ trưởng của Bộ Y tế. Ông Quang bị điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Vào ngày 24 tháng 11 năm 22, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định và tiến hành tuyên án 30 tháng tù cho hưởng án treo đối với ông Quang A nghiêm trọng như vậy mà tại sao lại cho hưởng án treo ta à, liên quan đến tội mà tham nhũng gây thất thoát ngân sách của nhà nước à, đến cái mức độ mà đưa ra khởi tố này thì là cái số tiền gây thất thoát không hề đơn giản nhưng lại cho hưởng án treo thật là một cái bản án quá là vô lý phải không các bạn tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định và tiến hành tuyên án 30 tháng tù cho hưởng án treo đối với ông cao Minh Quang trong vụ án biển thủ 3,8 triệu đô la. Trời ơi, 3,8 triệu đô la đâu phải nhỏ đâu mà cho hưởng án treo ta. Xảy ra tại dược Cửu Long liên quan đến tiền mua nguyên liệu thuốc phòng chống AHXN1. Đây một cựu thứ trưởng của Bộ Y tế liên quan đến số tiền gây thất thoát tham nhũng ngân sách của nhà nước đến 3,8 triệu đô la, quy ra tiền Việt Nam là con số cũng khá là lớn đây, nhưng lại tuyên một cái bản án rất là nhẹ nhàng ha, cho hưởng án treo 30 tháng tù nếu như vậy thì so với cụ Lê Tùng Văn và cái vụ án gần đây à, một bản án chúng ta so sánh nó quá là kịch, à, chênh lệch phải không các bạn một bản án chỉ là ở điều 331 nhưng lại phạt 6 thành viên là 23 năm 6 tháng tù còn một ông cựu thứ trưởng bộ y tế và nhiều ông khác nữa liên quan đến thất thất ngân sách của nhà nước, đây là những đại án mà ảnh hưởng đến kinh tế là những vụ án nghiêm trọng, không chỉ là tham nhũng mà còn lạm dụng chức quyền đánh mất niềm tin của người dân đối với Đảng, lạm dụng chức quyền để thao túng để làm tất cả những cái hành vi mà được gọi là sai trái quy luật của quy định của pháp luật. Mà với số tiền đâu phải ít đâu mà lại bị xử chỉ là hưởng án treo quá có thể là chất cao vọng trọng quá cho nên ông có thể là 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 được vinh dự để hưởng cái án treo này đây tiếp theo bị can thứ bảy là cựu bí thư và chủ tịch quỹ ban nhân dân tỉnh đồng nai toàn là mấy ông cựu không từ ngày sáng 21 tháng 12 vừa qua tòa án nhân dân thành phố hà nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai thuộc công ty công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC và một số đơn vị liên quan đến vụ án có 36 bị cáo. 8 trên 36 bị cáo đang bỏ trốn, trong đó có Nguyễn Thị Thanh Nhàn là cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty AIC. Đây là một vụ án cũng rất là nghiêm trọng liên quan đến việc thao túng lạm dụng chức quyền, chiếm đoạt tài sản của công thành của tư. À, vụ án AIC này hiện tại cơ quan chức năng đang điều tra và tám bị cáo đang đang lẫn trốn trong đó có một nhân vật gọi là cựu cựu chủ tịch hội đồng quản trị là bà Nguyễn Thị Thanh nhàn này à, đã bị cơ quan chức năng truy nã hôm nay là chắc cũng là gần một tháng rồi mà chưa lộ mặt luôn đấy trong số 36 bị cáo đưa ra xét xử trong đó có đại án AIC có nguyên bí thư tỉnh ủy Đồng Nai là Trần Đình Thành cùng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai là Đinh Quốc Thái. Theo kết luận điều tra thì ông Nhàn thông qua mối quan hệ quen biết với Trần Đình Thành, Đinh Quốc Thái đã đưa số tiền hối lộ mỗi quan tham là 14,5 tỷ đồng để ưu ái trúng các gói tàu, các gói thầu dự án bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai kết quả là công ty AIC à, trúng 10 à, trúng 16 gói tàu trà về trang thiết bị y tế và xây lắp hai gói thầu xây lắp 14 trên 17 gói thầu thiết bị tại dự án với tổng số tiền là 666 tỷ đồng qua đó hưởng lợi trái pháp luật với hơn 148 tỷ đồng gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước ây chà mấy ông này công nhận là tiền dễ kiếm của phạm các bạn bởi vậy cho nên tại sao mấy ông cán bộ quan chức lớn lại nhà cao cửa rộng đất đai thì bao la con cái thì được du học nước ngoài tài sản thì coi như là cứ hệ mà dướng vào vòng và lâu lý là tài sản bị tùng ra nước ngoài vừa qua có cái vụ việc là đang xôn xao là một nữ đại gia à, tùng ra hàng ba mươi mấy ngàn tỷ à, ba mấy ngàn tỷ hay ba mấy tỷ đó ra nước ngoài bài báo nó mình đọc rồi mà mình quen cái chi tiết có thể tí nữa mình mình đọc lại cho các bạn xem tiếp theo nhân vật thứ 8 là cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ông Nguyễn Ngọc Hải vào tháng 10 vào ngày 10 tháng 2 năm 22 cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam để tạm giam đối với ông Nguyễn Ngọc Hải là cựu chủ tịch quỹ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Ông Hải bị khởi tố để điều tra về tội vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 với ba lô đất số 18, 19, 20 thuộc quỹ đất của hai bên đường. 706B nay là đường Võ Nguyên Giáp Nguyễn Thông thuộc phường Phú Hải thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận này ông này là cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận toàn là mấy cái chức vụ như thế này mà coi như là à, làm sao được đúng lý la là mấy cây đa cây đề này phải làm gương làm mẫu Ê, là những người mà những tấm gương sáng cho các thế hệ noi gương đi sau nhưng không ngờ mấy ông này cứ nghĩ rằng cái chiếc ghế đến cái tuổi này cũng có thể là sắp về vườn về hưu cho nên mấy ông tranh thủ quá. Toàn là mấy ông bự không, mấy ông lão làng lão tướng hết trơn cây đa cây đè mà cuối cùng là tranh thủ để rồi cái tuổi xế chiều này không hưởng thụ được mà lại ngồi vào à, trong trại để nghỉ mát một cách là rất là vô cớ phải không các bạn. Tiếp theo nhân vật thứ chín là hai cựu trung tướng bị bắt vì tội tham ô tài sản Trời ơi, cựu trung tướng toàn là mấy ông bự không các bạn. Hai cựu trung tướng một lần bị bắt về tội tham ô tài sản. Vào chiều ngày 18 tháng 4 năm 2022, thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Trung tướng Nguyễn Văn Sơn và cựu chính ủy Trung tướng Hoàng Văn Đồng về tội tham ô tài sản trước khi bị cơ quan điều tra hình sự bộ quốc phòng khởi tố vào ngày 1 tháng 10 năm 2021 ban bí thư đã kết luận và quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức và cách tất cả các chức vụ trong đảng đối với trung tướng nguyễn văn sơn trung tướng nguyễn hoàng nguyễn hoàng văn đồng ai à trung tướng hoàng văn đồng xin lỗi các bạn như vậy là cơ quan chức năng sau khi điều tra là tước bằng này ký văn bản thi hành kỷ luật bằng hình thức là cách chức nề cách tất cả chức vụ trong đảng đối với hai ông này như vậy thì bây giờ hai ông này trở thành là một người dân thường rồi có không chức vụ đến như vậy bị cách hết trơn cách cả chức vụ trong đảng rồi thì coi như là không còn gì nữa trở thành những con người coi như là à, các bạn thấy không không còn cái hữu ích gì cho xã hội nữa trong suốt hàng mấy chục năm cống hiến cho xã hội nhưng không biết đến giờ này mới lòi ra cái tội là tham ô nhũng nhẽo tài sản của nhà nước Ê, không phải là đến cái thời gian điểm cuối này mới lộ ra cái bản chất nhưng mà thực sự chắc chắn là trong suốt cái hành trình mà thực thi cái mệnh lệnh cái nghĩa vụ nhiệm vụ của mình à, để góp phần xây dựng nhà nước như vậy mà lại à, có những cái hành vi được gọi là à, tiêu cực như thế này À, đến khi phát hiện ra thì lòi ra một cái số tiền rất là lớn mà toàn là mấy ông cây đa cây đề không các bạn thấy không? Rất là khó hiểu. Ban bí thư xác định ban thường vụ Đảng ủy cảnh sát, cảnh sát biển Việt Nam nhiệm kỳ 2015 đến 2020 đã vi phạm rất nghiêm trọng nhiều cán bộ đảng viên trong đó có cả bí thư, phó bí thư Đảng ủy, tư lệnh, phó tư lệnh và lãnh đạo chỉ huy đơn vị trực thuộc suy thoái về phẩm chất chính trị đạo đức lối sống gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ê, suy thoái về phẩm chất chính trị đạo đức và lối sống gây hậu quả nghiêm trọng. Trong các cái vấn đề mà à, cái phẩm chất của người chiến sĩ, người cán bộ cần phải được nêu đó là qua wow, cao cả nhất là cái phẩm chất về giá trị và đạo đức và lối sống. Vi phạm đến lối sống ở đây là có thể là liên quan đến các à, cái vấn đề bê tha à, liên quan đến các vấn đề mà làm xấu đi các cái hình ảnh ngồi đời của các cán bộ chiến sĩ này à, lối sống đạo đức trong cái lối sống này cái đạo đức là khác nhưng mà còn cái lối sống à, có nghĩa là trong cái lối sống này những ông cán bộ này có thể là lạm dụng chức quyền của mình ỷ à, lại là quyền cao trọng vọng có thể là sống một cách kiêu hãnh hay hoặc là À, ăn chơi trát tán hay hoặc là có thể tham gia vào à, các cái vấn đề mà được gọi rằng là tệ nạn của xã hội có thể là như vậy các bạn thấy không gần đây và trước đây cũng đưa ra rất nhiều các cái vụ án liên quan đến các cán bộ quan chức tham gia vào các cái tệ nạn của xã hội như bài bạc rồi ma túy rồi à, gái gú đó là không có đường nào mà tránh khỏi nhưng mà khi mà đã bị cơ quan chức năng À, lột tẩy Tất cả cái sự thật này ra Mới lòi ra được Chứ còn bình thường thì à, Tất cả các cái à, Cái điều này đã bị che giấu ha, Đã bị à, Ma mầy và giấu đi à, Rõ ràng là như vậy Đảng quỹ cảnh sát biển Việt Nam Nhiệm kỳ 2015-2020 Còn thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo Chỉ đạo thiếu kiểm tra Giám sát để cho bộ tư lệnh và các đơn vị trực thuộc có nhiều hành vi vi phạm nghiêm trọng về quy định của đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của bộ quốc phòng trong công tác quản lý sử dụng tài sản tài chính, à, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản như mua sắm các thiết bị kỹ thuật vật tư hàng hóa, đấu tranh phòng chống buôn lậu gây hậu quả rất nghiêm trọng. Ấy cha, vừa qua các bạn thấy không? À, năm 22 vừa qua cơ quan chức năng và bộ công an đã thanh tra và xử lý rất nhiều các cái vụ việc là những người thuộc về cục trưởng, cục điều tra, cục an ninh, à, bộ trưởng, bộ quốc phòng rồi. Nói chung là toàn là mấy ông mà thuộc cái ngành đứng đầu, ngành an ninh trật tự nhưng lại vi phạm về các cái hành vi tiêu cực. Thì thử hỏi làm sao mà xã hội này nó nó tồn tại, nó văn minh được bởi vậy cho nên là xã hội càng văn minh thì con người càng lại bị thoái mòn cái đạo đức, à, cái tư duy đạo đức về cái lối sống bung thả hưởng thụ một cách coi như là vô tội vạ cho nên cuối cùng là là toàn là mấy cái ông mà đáng lý ra là những cây đa cái đề này là làm gương cho lớp trẻ, làm gương cho cho đảng, cho chính quyền, cho nhà nước nhưng cuối cùng lại mấy ông đứng đầu này lại vi phạm pháp luật mà đến khi bài bị lột trần cái mặt nạ sự thật này rồi thì coi như là cái việc mà ảnh hưởng đến kinh tế chính trị và cái trách nhiệm của mình không hề đơn giản ấy như vậy là trong năm 2022 này đơn đơn giản nhất đây là những quan tham mà đã được à, lo của bác trọng tiếp đón rất là chu đáo toàn là mấy cựu à, mấy à, mấy ông bự hết trơn lấy chứ không phải dẫn này đây là điển hình thôi nha các bạn còn nhiều các cái vụ án khác nữa à, trong cái bài viết hôm nay là nêu rõ là chính nhân vật như thế này toàn là những cây đa cây cổ thụ như thế này như vậy thì cái bộ máy hệ thống chính trị của nhà nước đâu có còn nữa mấy cái ông mà gương mẫu này coi như là 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 đã làm nhũng nhẽo làm cho cái thế hệ trẻ này coi như họ học khỏi theo các cái thói hư tật xấu trong xã hội rồi làm bào mòn đi cái giá trị đạo đức của ngành như vậy thì như vậy thì khó mà chấp nhận được và đây là một trong những vụ án mà được triệt phá trong năm, năm 2022 đây là những cán bộ tiêu biểu à, còn trước đó còn tồn động rất nhiều các cái vụ án mà chưa giải quyết xong cũng liên quan đến các cán bộ quan chức là những người đứng đầu các cơ quan ban ngành. À trong đây đáng tiếc nhất là có cái ông mà cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Tô Anh Dũng này còn rất là trẻ. Ông này tầm khoảng cỡ 50 độ lại nhìn thì trẻ nhất trong các cái um, à, cái phái đoàn mà mà phạm tội tham nhũng như thế này. Các bạn thấy không? Lên một cái chức cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao rồi đâu phải là đơn giản. Cái tầm cỡ này thì đâu cần phải mà 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 tham nhũng nữa mà 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 tham lam gì mà đến nỗi mà để để bị tiết lộ rồi để bị mà coi như là lộ tải ra như thế này rồi bị cách chức bị bị khởi tố như thế này thì coi như là thôi thì xong, xong rồi chứ còn gì nữa. 30 năm, 3 40 năm tuổi đảng. À, có nhiều người là thực ra thì cái tuổi đảng lớn hơn cái tuổi uh, tuổi đời nhưng mà cuối cùng là vậy đó. Lại đánh mất là cuối cùng trở về trắng tay đấy như hai ông cựu trung tướng này này bị cách chức hoàn toàn cách chức rồi cách chức về các cái uh, trong ngành Rồi cái việc mà cách tất cả các cái chức vụ trong ngành rồi cách tất cả các cái chức vụ đối với đảng nữa thì không còn cái gì trở thành là người dân thường rồi hết quan là hoàng dân đúng là cái thời nào cũng vậy hết trơn À, đây là những à, tấm gương mà được à, thường được cho là những tiêu biểu cho các cái à, tầng lớp các cái thế hệ sau này đây nhưng lại cuối cùng vi phạm pháp luật à, công nhận à, chúng ta cũng đã thấy trong những năm gần đây à, cái hình ảnh về việc mà của bất trọng à, đứng ra để xử lý các cái vấn đề liên quan đến tiêu cực tham nhũng gây thất thoát ngân sách của nhà nước làm ảnh hưởng đến kinh tế an ninh chính trị của xã hội đó là một cái vấn đề mà cấp bách à, xã hội đang tiến hành để loại trừ những cái à, vấn đề này nhưng à, đến bây giờ thì chúng ta thấy đó lần lượt lần lượt những à, vị quan tham này à, trong cái thời buổi như thế này thì họ lại tranh thủ đến cái lúc mà tuổi gần xế chiều gần về hưu rồi thì họ lại tranh thủ Ê, cuối cùng những người mà còn giữ được tài sản thì không thì coi như là tẩu tán ra nước ngoài hay hoặc là như thế nào rồi cuối cùng lại thì cũng phải trả thôi lấy bởi vì đây là tất cả những tài sản mà không từ mồ hôi nước mắt của mình làm ra mà mình làm ra mà tài sản bằng sự mưu toan tính kế À, nhằm để chiếm dụng từ tài sản công thành tài sản tư mà trong đó là có mồ hôi nước mắt của dân dân là dân đóng thuế dân đóng thuế mới mới có được một cái tài sản lớn vào cái ngân sách của nhà nước như vậy đây chính như mấy ông này là coi như là là gây một cái thiệt hại rất lớn cho đất nước vừa là ảnh hưởng đến kinh tế vừa làm mất niềm tin vừa làm mất đi cái uy tín về trách nhiệm của bản thân đối với đảng như vậy thì đâu có còn là xứng đáng nữa. À, trong những năm vừa qua, các bạn thấy đấy rất nhiều các cái vụ án, rất nhiều các cái vụ án mà liên quan đến các cán bộ quan tham. À, vừa qua thì các tỉnh miền tây cũng bị bộ công an triệt phá gần 10 cán bộ quan chức liên quan đến các cái ngành an ninh điều tra à, toàn là mấy ông đầu ngành không mấy ông thứ dữ không mà cuối cùng như thế này thì thử hỏi là là cái xã hội làm sao mà mà phát triển mà mà theo kịp với lại thế giới được các bạn À, thông tin trên mạng xã hội thì mấy ngày hôm nay có rất nhiều các cái vụ án liên quan đến các vụ việc từ tình hình an ninh, trật tự chính trị và nhiều các cái vụ việc mà được uh, Trung ương, Bộ Công an đề cập đến xử lý rất nhiều. À, trong cái nội dung của thông tin thì hôm nay lại tiếp theo uh, hai cựu thứ trưởng của Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam cũng bị bắt tạm giam. À, vừa qua thì Bộ uh, Ông uh, cựu thứ trưởng uh, Bộ Ngoại giao là ông uh, Trương Anh Dũng bây giờ là ông cựu uh, cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam cũng vừa mới bị bắt tạm giam và có một bài viết trên trang uh, báo uh, sofa này cũng vừa mới bắt cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam. Uh, bài báo này chia sẻ rất là nhiều trên trang Zineo rồi trang rất nhiều các bài báo cũng nói về vấn đề này. Để mình đọc cái bài viết này thử sau. Vì sao cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam bị bắt tạm giam? Ông này là mới đây. Ông Nam cùng ông Chữ Xuân Dũng. À, hai ông Chữ Xuân Dũng này là được nổi tiếng trong mấy ngày hôm nay. Là Phó Chủ tịch Quỹ ban thành phố Hà Nội bị điều tra về tội nhận hối lộ trong vụ chuyến bay giải cứu đưa công dân từ nước ngoài về cách ly. À, cái vụ việc này là rất nghiêm trọng. Toàn là lợi dụng chức quyền để trục lợi là một cái cơ hội để để thâu tóm tài sản của những người lao động ở nước ngoài. Mở rộng điều tra trong vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao Hà Nội và các tỉnh thành phố vào tối ngày 22 tháng 12. Trung tướng Tô An Sô Chánh Văn Phòng Kim, người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam thêm 3 người, gồm có các bị can như Vũ Hồng Nam là cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, ông này mới bị bắt, và ông Chữ Xuân Dũng là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và bà Phạm Bích Hằng là Giám đốc Công ty Cổ phần Vinamichi theo Bộ Công an thì ông Nam và ông Dũng bị điều tra về tội nhận hối lộ quy định tại Điều 354 của Bộ Luật Hình sự. Còn bà Hằng bị cáo buộc về tội đưa hối lộ theo Điều 364 của Bộ Luật Hình sự. Sau khi Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan điều tra đã tố đã tống đạt các quyết định thi hành các lệnh tố tụng. Ông Vũ Hồng Nam sinh năm 1963 tại tỉnh Nam Định. Ông từng là trợ lý của Bộ trưởng Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao, quyền chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Năm 2014, ông Nam được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về việc người Việt Nam ở nước ngoài. Đến tháng 7 năm 2018 thì ông Vũ Hồng Nam được bổ nhiệm làm đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Nhật Bản. Ông Trước ông Nam thì một nguyên thứ trưởng khác thuộc Bộ Ngoại giao là ông Tô Anh Dũng cũng bị cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam về tội nhận hối lộ giữa hồi tháng 4. Đây cái ông Tô Anh Dũng là ông mà mình mới vừa cập nhật vừa qua đấy. Cũng liên quan đến vụ chuyến bay giải cứu, vào chiều ngày 21 tháng 12, Quỹ ban kiểm toán Trung ương cũng đã đề nghị Bộ Chính trị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật ban cán sự đảng bộ ngoại giao các nhiệm kỳ 2016 đến năm 21, 21 đến năm 200, 2026. Các cá nhân ông Bùi Thanh Sơn, bộ trưởng bộ ngoại giao và ông Vũ Hồng Nam cùng nhiều cán bộ, nguyên cán bộ thuộc bộ ngoại giao. Còn ông Chữ Xuân Dũng sinh năm 1973 quê quán ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Ông từng giữ chức hiệu trưởng trường trung học phổ thông Chu Văn An, Hà Nội trong 5 năm từ 2009 đến 2014. Sau đó ông Dũng giữ chức phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo rồi giám đốc sở này vào năm 2017. Đến tháng 12 năm 2019 thì ông Chữ Xuân Dũng được bầu làm phó chủ tịch quỹ ban thành phố Hà Nội. đây từ giáo viên mà lên phó chủ tịch quỹ ban nhân dân thành phố Hà Nội vậy là cũng cũng dữ dàng ha. Vụ chuyến bay giải cứu khởi phát hồi tháng 1 khi Bộ Công an khởi tố bà Nguyễn Thị Hương Lan là Cục trưởng Cục lãnh sự và ba thuộc cấp về tội nhận hối lộ. Đến nay, nhà chức trách đã khởi tố bắt tạm giam 38 bị can về 5 tội danh. Theo cơ quan chức năng năm 2021, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao tổ chức 173 chuyến bay đưa hơn 50.000 công dân thuộc diện ưu tiên về nước. Bên cạnh đó, thì Bộ Ngoại giao phối hợp với bộ ngành tổ chức đưa hơn 4.000 chuyến bay đưa về nước trên 70.000 người. Tổng số chuyến bay về nước trong năm 2021 là gần 600 chuyến bay đưa khoảng 102.000 công dân hồi hương. Và lợi dụng cơ hội này, các cán bộ đầu ngành, các à, quan chức à, cũng đã tranh thủ uh, cơ hội này để nhũng nhẽo tiêu cực, à, tham ô, tống tiền, những à, những công dân này, cho nên à, đến bây giờ là cái kết cục là lấy bao nhiêu thì bây giờ phải trả lại bấy nhiêu, à, không phải trả bấy nhiêu nhưng mà có thể là trả hết và trả hết cho cái cuộc đời này luôn. ấy là bây giờ tài sản thì lấy ăn xài đã đời rồi. Hưởng thụ đã đời rồi cuối cùng còn lại bao nhiêu thì vợ con và những người thân trong gia đình là lo gánh cái hậu quả này chứ sao vậy? Khi mà đưa ra khởi tố thì chắc chắn là tất cả các cái tài sản thất thoát này bị bị thu hồi. À, thu hồi mà nếu mà à, tiêu pha hết rồi thì coi như là phải à, bán nhà, thế chấp đất đai hay hoặc là còn cái tài sản nào đó để để đền bù để trả lại cho cho nhà nước cho những người đã mất thôi đó là một cái kết quả không có hậu cho những cái hành vi mà được gọi là tham nhũng tiêu cực làm ảnh hưởng đến tài sản của cá nhân của người dân cho đến tài sản của, của quốc gia đó là những hành vi mà đã bị khởi tố ra các tòa án hình sự thưa quý vị đó là tất cả những thông tin liên quan đến danh tính của các cán bộ quan chức đầu ngành đã bị cơ quan chức năng Bộ Công an C03 triệt phá và khởi tố trong năm 2021-22 vừa qua. Thưa quý vị, đó là tất cả những thông tin và đến đây mình xin kết thúc bản tin này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi thông tin. Xin mến chúc quý vị và các bạn luôn được bình an và hạnh phúc. Mình xin chào thân ái ạ. À.